Trung Kim Ô Tô kính chào tất cả anh chị em nhé. Một câu chuyện rất là bất ngờ và tình cờ. Bây giờ là 11 giờ 20 phút đêm. Em có lịch trình của em này kín luôn. Mà lịch trình là một trình gọi là không báo trước. Có nghĩa là hôm nay là lúc 1 giờ chiều nay, 1 giờ chiều hôm qua đấy. À cũng có hôm nay mới, bây giờ mới 11 giờ thôi. 11 giờ chiều ngày hôm qua là, à lại xin lỗi, 1 giờ chiều ngày hôm nay em có từ Phủ Lý, em đi giao một chiếc xe ở Hà Tây. Và khi đang giao xe thì ông anh có công việc bận nên ông chốt rất nhanh và nhận xe rất nhanh. Thế khi em đang giao xe thì có ông anh ở Hoài Đức Hà Nội đây, là con xe này ở Hoài Đức Hà Nội, là ông anh ấy điện cho em và đến chốt. Và chốt xong thì em lại có ông anh Hải Dương, ông ấy điện nhanh cho em, bảo em ơi anh có con xe bố anh không đi đến nữa, để cho anh mà anh không đi nữa, thì đây con này chính chủ một chủ từ đầu, xe này xuất công an ra, máy zin đét từ an z đấy. Và em vào chốt luôn, anh em nhìn cái đầu bò qua này, móc luôn này, móc meo luôn này đấy, em nhìn móc meo luôn, yên zin này đấy. Thì em chốt luôn thì đấy, chốt Hải Dương luôn, thì chuẩn bị chốt xong đi về thì cô anh ở đâu nhỉ, ở tự nhiên quên, ở Linh Bình, ở Tam Điệp Linh Bình ấy, ông ấy điện cho em và bảo kia ơi, anh có một con Win, thì anh rất thích con Win, chú đang đăng lên là con này này đấy, 6855 này, thì chú mang về đây chú đổi cho anh và anh để lại con Win của anh cho chú đấy, hoặc là chú mua Win của anh. Thế nên tức tốc là từ Hải Dương đấy về luôn Ninh Bình ấy, đang trên đường Ninh Bình đấy, thì đang trên đường nhá, nhấn mạnh một bật mí nè, đang trên đường đi Ninh Bình thì có một ông bạn cũng người ở gần nhà ông này này, gần nhà chủ xe này luôn, là ở Hoài Đức Hà Nội, bảo em anh ơi thì để lại con xe này, nhưng mà nửa đêm người ta ở quê người ta lại không chuyển khoản được cọc, thế bảo anh cứ trở về đi, thì mai lên Hà Nội nếu còn thì em vẫn lấy. Thì tôi chưa hứa trước bạn ấy còn hay không, nhưng mà nếu con này thực sự đi Ninh Bình mà còn, nếu anh kia anh lấy thì là không còn, còn không thì mai mình trở về cho bạn đấy. Nhưng đặc biệt, cái đặc biệt là con xe này này, 34B2 này, 549 76 này, em đã bán cho anh ở Linh Hiệp, bán cho anh Linh Hiệp nhá. Ông anh Linh Hiệp đã chốt cọc cho em 10 triệu rồi. Đấy, bây giờ là 11 giờ 20 phút là đã chốt cho anh ấy rồi. Và bây giờ em đang về Hà Nam, Phủ Lý Hà Nam đây. Đây là nhà em gốc ở xã Trần Hưng Đạo, còn đây là xã Bắc Lý anh em nhá. Lý Nhân Hà Nam. Nhà em gốc ở xã Trần Hưng Đạo. Đấy, em vừa đi qua nhà em xong, bây giờ em lại về Phủ Lý này. Em về Phủ Lý xong rồi đi Linh Bình. À, tất cả anh chị em mua xe Win này, dọn xe Win nhấn mạnh đừng nhắn tin. Mà cứ nhấc điện thoại alo cho em qua số 0358 444 858 nhá. Hôm nay mua sắp đôi, là một đôi tem lúa luôn anh em nhé. Đấy, cái xe này nó là xuất cho công an ra, đổi lương thực thực phẩm từ Indonesia sang Việt Nam. Hàng mà còn riêng như này, hàng siêu hiếm anh em nhé. Con này nếu em về em dọn em bán không rẻ đâu, nhưng mà anh trai ở Linh Hiệp anh ấy cộng luôn cà phê cho em, mà cà phê đậm đấy. Thế em bán luôn rồi. Em thì tham tiền em bán luôn. Thế xuyên đêm này đam mê nên là bán luôn. Anh em nhìn quả máy này nhá. Em bán con xe này chỉ vì bán cái máy. Anh em nhớ nhá, bán cái máy này nhìn khô mộc này. Anh em thợ vào xem thoải mái nhá. Nhưng em thợ vào nhìn cái máy con này để biết nó chất như nào. Mộc 100% từ kể cả từ khung xước này. Đấy. Chưa gọi là một vết sơn lội nào. Đấy. Tất cả mọi thứ. Đấy. Anh em nhìn này. Từ cái cùm công tắc anh em nhìn nhá. Đấy, quay qua đi. Đấy, yên này. Sinh nhan bên này mất này. Sinh bên này vỡ này. Đấy, cái này có thể vào được. Anh em nghe rõ này, tất cả mọi thứ mình có thể vào được, nhưng riêng máy zin không vào đâu anh em nhá. Tất cả vành, anh em nhìn cái chân non hoa này. Chân non hoa nó còn như mới như này mà. Nó còn như mới anh em nhá, nó còn như mới luôn. Cái chân non hoa ấy anh em ạ, nó đắt lắm, là cái non hoa này, bộ mảnh bánh này, mơ này. Còn vô thì mất rồi này. Đấy, em quay này cho anh ở bên Ninh Hiệp nhìn xem qua nhá. Lốc này. Đấy, chưa một vết sơn nội. Anh em nhìn quả non hoa đằng trước này. Đấy, quả non hoa này. Nó xanh nét luôn. Nó xanh nét luôn này, nó bám bụi luôn. Nó như một chiếc, nói chung to tiền anh em. Thôi thì em tham tiền thì có công em bán. Đấy. Ok anh em nhá, lịch trình của em là Hà Nam Hà Nội, Hà Nam Hà Tây, Hà Tây Hải Dương, Hải Dương bây giờ về Hưng Yên và về Linh Bình thì chết luôn rồi. Anh em ơi, lịch của em là qua Hưng Yên để bán hộ chiếc xe Simson cho ông anh trai bên Hưng Yên ấy. Ôi tôi chết rồi anh ơi. Ôi anh ơi. Ôi tôi chết rồi. Lịch đi Hưng Yên xem mua xe Simson cho ông anh thì quên rồi. Hả? Thôi để mai. Thế điên nhỉ? Cái lịch của em là nhá, là đầu tiên chỉ Hà Nam nên là Tây giao xe và từ Hà Nội sang Yên thôi. Hưng Yên để bán con Simson cho ông anh thôi. Em phải bán con Simson cho ông anh bên Hưng Yên. Zin nét thì đẹp. Nếu anh em nào mua xe nhá, hay dọn xe cứ theo dõi em nhé. Con Simson bên Hưng Yên, thành phố Hưng Yên là zin nét. Em cũng chuyên Simson. Em không chuyên xe nào ngoài xe Win này.
Còn kênh kia bán mi ôm không nói nhá. Đấy thì nhiều anh em quen biết anh em hãy giới thiệu em là nhờ em bán hộ, thì con sim son em quên đi qua rồi. Bây giờ qua Hưng Yên rồi, bây giờ về Hà Nam rồi. Thôi rồi lịch đấy mẹ tính sau anh ạ. Đấy, nhiều anh em mà quen biết anh em mà nhờ em bán hộ thì em đăng lên mạng. Em chỉ lướt cà phê thôi. Nếu anh em nào mà tin tưởng em thì cứ theo cái kênh của em. Chủ mua thì alo cho em chứ đừng nhắn tin. Thì suốt ngày em chỉ rong ruổi trên đường thôi. Đấy, số điện thoại của em luôn công khai là 0358 444 888. Đấy. Ok, chào anh em nhé. Đây, em xin phép em trả tiền xăng dầu. Anh em gửi em về. Đây anh em này. Đấy, em đang đây cái này quê em luôn đấy chứ. Hay cầm em ấy. Em ra cái đổ đầu 001 cơ. Đây là đổ tạm dầu 005 em đi thôi. Ok anh em ơi. Thôi em xuất phát thôi. Ui giời, thế mới điền anh ạ. Quên kéo Hưng Yên anh ạ. Thì chết rồi. Thế mới điền. Anh em ơi, thôi em quên kéo Hưng Yên thôi. Anh trai bên Hưng Yên đợi em nhá. Thông cảm em chút nhá. Em trả tiền rồi. Anh em ơi. Đây bây giờ 11:24 rồi này, này. Đấy, xe trên lên đường là bán. Ok. Thôi em tiếp tục em đi Linh Bình đây. Đi Tam Điệp Linh Bình chốt nốt chiếc xe đây. Anh trai Linh Bình đợi em nhá. Anh trai là làm mổ trâu mổ bò mà. Anh bảo tầm anh bảo tầm 1 giờ anh mới ngủ dậy thì bây giờ đến đấy là vừa đấy anh ạ. Bây giờ đi sang đấy là đúng 1 giờ đấy. Đây đã tắt ở đây. À chưa đóng cửa rồi. Cái cửa bên này đấy rồi. Ok. Thôi đi. Tới tập bận hoa quên cha hơn cả. Ê điền không phải kể một vòng một tí thì được. Quay cái video tầm 5 10 phút cho anh ấy bán cho anh được. Cái mà anh quen rồi anh nhờ mình ấy. Ok anh em nhé, chào tất cả anh em. Đấy, xe em bán rồi. Anh em cứ theo dõi em lúc nào có chiếc xe nào nhớ mua thì em chỉ cộng cà phê thôi. Đấy, còn riêng cái con này máy zin em cộng cà phê đậm. Em cũng gọi là tham tiền một chút. Thôi rong ruổi cả ngày ấy, anh cộng cho em 10 triệu thì chẳng lẽ lại không bán. Mặc dù biết trừ con xe này nhá. Hứa danh dự con xe này nhá, anh về nãy không có dưới vài chục đâu nếu anh dọn lên. Nó vô giá lắm. Vì em bảo rằng máy zin giờ kiếm rất khó. Đấy, mọi thứ có thể vào được, riêng máy zin không mà vào được. Đấy, anh trai ở Linh Hiệp xem video nhá. Ok.